trên vẫn chưa kết thúc. Giống như dự đoán của mọi người, sếp Hứa thật sự giết người không thấy máu. Một lúc đã phán mấy công ty tử hình rồi. May là hiệu suất công ty chúng ta vẫn luôn xếp top 3, mới tránh khỏi một kiếp. Có điều nghe nói công ty quảng cáo thua lỗ một thời gian dài, đội ngũ tạp chí, còn cả đội đối kháng, mấy ngày nay đều lần lượt bị giải tán. Nhanh như vậy sao? Sếp Hứa, công ty thật sự không thể đóng. Hiện giờ nhân viên đều là trụ cột của gia đình. Năm ngoái công ty bội chi, bọn họ đã bị hạ lương và mất đi tiền thưởng cuối năm rồi. Cùng tiến cùng lùi với công ty. Với cả cậu xem cái này, đây là con trai của tổng giám đốc chúng tôi, mắc bệnh rất nặng. Nếu như hiện giờ chúng tôi cắt lương của anh ấy, còn anh ấy chỉ có thể bỏ dở điều trị giữa chừng. Tôi thừa nhận tôi có chút vấn đề trong quản lý, nhưng cũng không thể làm hại đến tất cả nhân công. Con người đã đến trung niên, trên có già dưới có trẻ, tiền xe tiền nhà đều dựa vào bọn họ. Bọn họ thất nghiệp rồi, chính là hủy hoại vô số gia đình. Vậy nên tôi hy vọng sếp Hứa cho tôi một cơ hội. Chúng tôi nhất định cùng nhau cố gắng tạo ra thành tích. Đúng rồi, chúng tôi đã liên tiếp họp trong đêm. Hết thời gian rồi. Mọi người thật sự khiến tôi thất vọng. Chỉ vì đồng tiền mà có thể chuyển lỗ thành lãi sao? Trong cuộc sống ai cũng đều có khó khăn. Tôi là người làm ăn, không phải là người làm từ thiện. Luật sư Chu, bắt đầu đi chuẩn bị chút. Giải thể công ty quảng cáo. Được, cậu nói kiểu gì vậy? Là phạm nhân vẫn có cơ hội làm người lại từ đầu, là các người không có tư cách lấy được cơ hội này. Được, được lắm. Tôi... tôi liều với cậu. Cẩn thận. Không nghĩ giả tạo như vậy. Cậu không thể để bọn tôi sống tốt. Cậu cứ đừng mong sống tốt, cậu sẽ gặp báo ứng. Vừa rồi không sao chứ? Không sao. Sếp Hứa, những người vừa rồi thật sự phải khai trừ sao? Không thì sao? Cô tưởng tôi đang chơi trò trẻ con à? Nhưng anh không cảm thấy đứa bé đó rất đáng thương sao? Anh cho họ thêm một cơ hội đi. Bọn họ khẳng định sẽ càng nỗ lực làm việc. Sao tôi phải tốn tiền tiêu vào đám người đối diện với đào thải mới bắt đầu nỗ lực? Được, tôi cho cô 3 phút. Nếu có lý do chính đáng, tôi sẽ suy nghĩ cho họ cơ hội. Bởi vì ba phút lại là ba phút. Ba phút của anh sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của người khác. Không chỉ đau khổ ba phút, Hứa Nặc, anh không cảm thấy quá tàn khốc sao? Tôi cho cô 3 phút biến mất ở trước mặt tôi. Bằng không tôi sẽ đuổi việc cô trước. Khả Tư Nghị, vừa rồi cô cũng coi như là tôi cứu cô đi. Đi mua thuốc với tôi, đi.